Jeremy chương 29 câu 13 chép rằng: Các con sẽ tìm ta và gặp được khi các con tìm kiếm ta hết lòng. Các bạn thân yêu của tôi, nếu các bạn tìm kiếm Chúa, nếu các bạn khao khát Ngài với cả tấm lòng mình, bạn sẽ gặp được Ngài. Chúng ta thường dành quá nhiều thời gian, công sức và năng lượng để tìm kiếm thứ gì đó, tìm kiếm ai đó hay tìm kiếm tiền bạc. Chúng ta thường dùng rất nhiều sức lực để tìm kiếm sự yêu mến của người khác, tìm kiếm niềm vui trong rất nhiều thứ tạm thời, trong nhiều thứ chóng qua. Nhưng ngày hôm nay, hỡi các thánh đồ yêu dấu, tôi muốn nói với bạn rằng chúng ta cần tìm kiếm Chúa Giêsu Christ. Trước khi bạn tìm kiếm bất cứ điều gì của thế gian này, hãy kêu cầu một danh lớn hơn hết mọi danh, danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi khích lệ bạn tìm kiếm sự bảo vệ dưới bóng cánh của Ngài, sư tử của chi phái Giuđa. Tìm kiếm sự yên bình từ Hoàng tử Bình An. Tìm kiếm Đức Chúa Trời toàn năng, đấng đã có, hiện có và còn đến. Tôi khích lệ bạn hãy tìm kiếm Ngài, kêu cầu Ngài, đeo đuổi Ngài, đứng ra lệnh cho muôn vàn thiên sứ, đứng cầm chìa khóa của sự sống và sự chết. Đứng phán thì mọi sự liền có, đứng truyền lệnh thì muôn vật được vững bền. Vậy, bất luận bạn đang phải đối diện với hoàn cảnh nào ngày hôm nay, bạn đang phải trải qua những điều gì trong ngày hôm nay, Chúa muốn bạn kêu cầu Ngài. Vì có điều gì bạn tìm kiếm mà không thể được tìm thấy trong Ngài, đứng tạo dựng nên cả vũ trụ này? Có điều gì bạn phải đối diện mà không thể được giải quyết trong Ngài, đứng có quyền năng tối thượng trên muôn loài vạn vật? Jeremy chương 33 câu 3 chép rằng: Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời con. Ta sẽ tỏ cho con những việc lớn và khó, là những việc con chưa từng biết. Thi Thiên 50 câu 15 cũng có chép: Hãy kêu cầu ta trong ngày gian truân, ta sẽ giải cứu con và con sẽ tôn vinh ta. Vậy, tôi muốn khích lệ bạn, khi bạn nhìn vào lời Chúa, khi bạn nhìn vào những lời hứa của Ngài, Ngài phán: Hãy tin cậy ta trong ngày gian truân và ta sẽ giải cứu con. Hãy ở trong ta và ta sẽ phục hồi con. Hãy đến với ta, hỡi những người mệt mỏi và nặng gánh. Ta sẽ cho các con an nghỉ. Vậy, hãy đặt hy vọng của bạn nơi Chúa. Ngài có giải pháp hoàn hảo và trọn vẹn nhất. Lúc nào cũng vậy. Hãy kêu cầu Ngài dù là ngày hay đêm. Ngài không nhắm mắt, cũng không buồn ngủ. Ngài luôn sẵn sàng lắng nghe bạn khi bạn đến với Ngài. Thi Thiên chương 8 câu 4 nói rằng: Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Còn loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Chúng ta chỉ là những tạo vật vô cùng nhỏ bé giữa một vũ trụ bao la và kỳ diệu mà Chúa đã dựng nên. Nhưng Ngài lại ban cho chúng ta một đặc ân vô cùng cao quý, đó là được tương giao với Ngài. Dù Ngài là Đức Chúa Trời cao cả, nhưng Ngài ưa thích mối tương giao với mỗi người chúng ta. Ngài ưa thích khi chúng ta hạ mình xuống và tìm kiếm mặt Ngài. Và Ngài có một lời hứa chắc chắn rằng khi chúng ta tìm kiếm sự hiện diện của Chúa cách hết lòng, chúng ta sẽ thấy Ngài. Vậy, ngay giờ này, bạn và tôi, chúng ta hãy cùng đồng lòng tìm kiếm Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, lạy Chúa và cứu Chúa của con, Đức Chúa Giêsu Christ, đứng cứu chuộc con, người chân nhân lành của con.
con đến trước Ngài ngày hôm nay với một tấm lòng khiêm cung và một đức tin chân thành. Nguyện danh Ngài được tôn cao trên hết mọi danh. Con cảm tạ Chúa vì ân điển diệu kỳ và tình yêu vô biên của Ngài dành cho chúng con. Con chúc tán danh Ngài vì chỉ một mình Ngài là Chúa của con, đấng con thờ phượng và tôn kính. Quyền năng, vinh hiển và cao trọng đều thuộc về Ngài đời đời. Sự khôn ngoan của Ngài là không thể so sánh và quyền năng của Ngài là không thể đo lường. Con cảm tạ Ngài vì Ngài luôn thành tín trong cuộc đời con. Ngài luôn giúp đỡ con mỗi khi con kêu cầu Ngài, và Ngài luôn ban cho con mọi điều con cần để bước đi với Ngài trên thế gian này. Lạy Chúa, xin ban cho con lòng can đảm và mạnh mẽ để sống vì danh Ngài từng giây phút của cuộc đời con. Ngài là đứng chu cấp cho chúng con mọi điều chúng con cần, và còn hơn cả những gì chúng con cầu xin và suy tưởng. Mọi sự chúng con cần đều được tìm thấy trong Ngài, dù là sự chữa lành, phục hồi, bảo vệ hay bình an. Lạy Chúa, xin giúp chúng con chỉ nhìn chăm xem Ngài, chỉ hướng mắt về Ngài. Khi con yếu đuối, Ngài mạnh mẽ. Khi con không thể, Ngài có thể. Con cầu xin Chúa Thánh Linh ban thêm năng lực cho con, thêm sức cho con trong mọi công việc, để làm vinh hiển danh thánh Ngài. Xin ban cho con một tâm trí rộng mở để đón nhận những sự bày tỏ của Ngài, và xin dẫn dắt con trong con đường công chính. Con kính mời Chúa Thánh Linh làm đứng cố vấn của con và là người bạn thân thiết của con. Xin Chúa giải phóng con khỏi mọi sự yếu đuối, vô tín và cứng lòng, và xin cứu con khỏi mọi tham muốn xấu xa. Lạy Chúa, con khao khát một mối quan hệ mật thiết với Ngài. Con khao khát sự hiện diện của Ngài, và con khao khát được ở trong Ngài luôn luôn. Xin Chúa giữ con trong vòng tay nhân từ của Ngài trọn cuộc đời con. Xin Chúa loại bỏ khỏi đời sống con mọi điều không đẹp lòng Chúa. Xin đổi mới tâm trí và tấm lòng con, và giúp con tin cậy trọn vẹn nơi Ngài. Lời Ngài phán trong Timôthê nhì chương 1 câu 7 rằng: Vì Đức Chúa Trời không ban cho con tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ. Ở trong Ngài, con có sự bình an, sự che chở, sự dẫn dắt, sự chu cấp, sự chăm sóc và mọi điều tốt lành. Con cảm ơn Ngài vì Ngài vẫn luôn ở gần con, luôn đồng hành cùng con, dù trong những lúc con không thấy Ngài. Con biết rằng Ngài không bao giờ bỏ con. Xin Ngài thêm sức cho con mỗi ngày. Xin Ngài nắm lấy tay con và dẫn dắt con từng bước trong linh trình này. Xin Chúa canh gác tấm lòng, tâm trí, tâm hồn và tâm linh của con, để không một điều gì có thể khiến con bất an và bối rối, để không một điều gì có thể khiến con xa cách Ngài. Con công bố rằng đứng ở trong con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Con công bố lời Ngài trong Thi Thiên 23 rằng: Đức Giê-hô-va là đứng chăn giữ con sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến con an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn con đến mé nước bình tĩnh. Ngài làm tươi mới linh hồn con, dẫn con vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dù khi con đi trong chũng bóng chết, con sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng con. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con.
Chúa dọn bàn cho con trước mặt kẻ thù nghịch con. Chúa sức dầu cho đầu con, chén con đầy tràn. Thật vậy, trọn đời con, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo con. Con sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Lạy Chúa, lời Ngài luôn đúng đắn và chân thật. Và nguyện xin những lời đó được ứng nghiệm trên cuộc đời con. Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho con uy quyền và thẩm quyền trong danh Ngài. Con cảm tạ Chúa vì nhờ Ngài, con được bước đi ngước đầu cao lên trong sự đắc thắng. Con xin hạ mình và đầu phục trọn cuộc đời mình cho Ngài. Lạy Chúa, mỗi ngày của cuộc đời con, xin Chúa dùng con cho vinh hiển Chúa, cho vương quốc Ngài. Nguyện sự hiện diện của Chúa luôn bao phủ con. Nguyện xin sự sáng của mặt Chúa luôn chiếu soi trên con, để chính con cũng tỏa soi ra vinh quang của Ngài. Con xin dâng lên Ngài cuộc đời, tâm hồn, tâm linh, thân thể con. Nguyện Ngài làm Chúa và làm chủ cuộc đời con mãi mãi. Con tin cậy nơi Ngài. Con chúc tán danh thánh Ngài và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.